một bộ ảnh cưới thú vị, mang đậm phong cách quần đùi áo số. Chú rể trong vai thủ môn, còn cô dâu mặc váy cưới nhiệt tình hóa thân thành cầu thủ. Nhân vật chính của bộ ảnh là cô dâu Nguyễn Quỳnh Hoa, đến từ Hà Nội, và chú rể Lô Ích, đến từ Paris, Pháp. Không tạo dáng e ấp bên nhau, cặp đôi cùng chơi đùa với trái bóng. Chính sự tự nhiên ấy đã cho ra đời bộ ảnh cưới tuyệt đẹp trong mùa World Cup. Vâng, thưa quý vị, nụ cười tươi rói trên môi của cô dâu cũng như là ánh mắt trìu mến mà chú rể dành cho cô dâu thực sự là khiến chúng ta thấy được rằng là cảm xúc đang dâng trào. Vâng. Và chắc chắn là có rất nhiều người đang ghen tị với đôi bạn này. Vâng, và ngay cạnh tôi lúc này đó chính là nhân vật chính ngày hôm nay. Xin được giới thiệu cô dâu Quỳnh Hoa và chú rể Luke. Vâng, cảm ơn hai bạn ngày hôm nay đã tới với Rubik Cuộc Sống. Và điều đầu tiên chúng ta phải chúc mừng họ đã, bởi vì là Pháp đã rất là tuyệt vời trong trận đấu ngày hôm qua, đúng không ạ? Có thể nói rằng là World Cup thì là một nguồn cảm hứng để hai bạn thực hiện buổi ảnh cưới vừa rồi, đúng không? Và không biết rằng là hai bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi rõ hơn về cái ý tưởng xuất phát ra được cái bộ ảnh này không? Thật ra thì cũng rất là tình cờ. Đấy là 4 năm trước khi mà em với Louis quen nhau ở Pháp thì cũng là một năm có World Cup. Và đến năm nay khi mà hai đứa quyết định tổ chức đám cưới thì lại là một mùa World Cup nữa. Và Louis thì lại rất yêu bóng đá, nên là hai đứa đã quyết định là sẽ chọn một concept ở chụp ảnh ở trên sân bóng để kỷ niệm. Rất ít người là ra sân bóng để chụp ảnh và phải thuê sân bóng. Vậy bạn có thể chia sẻ một cách kỹ hơn là trong vòng 4 năm qua thì hai bạn đã dành tình yêu cho nhau như thế nào, khi mà hai bạn một người ở Việt Nam với một người ở Pháp, tình yêu dành cho nhau và tình yêu dành cho bóng đá đã lớn như thế nào trong vòng 4 năm qua? Bọn em quen nhau ở Pháp và sau đấy thì có 2 năm ở bên Pháp. Sau khi em hết kết thúc khóa học của em ở bên Pháp thì em đã quyết định về Việt Nam. Và Louis đã quyết định là theo em về đây. Vâng, hiện giờ là Louis đang sống tại Việt Nam. Vâng. Thật ra thì em thì cũng chỉ biết xem thôi, chứ em cũng không thích bóng đá lắm. Nhưng mà khi mà vì Louis thích đá bóng nên là khi nào mà có thời gian thì em vẫn dành thời gian cùng xem bóng đá với Louis. Vâng, thế trận đầu tối hôm qua bạn có xem không? Dạ có. Chắc hẳn là sẽ rất là vui đúng không? Vâng. Khi mà ngày qua Pháp đã giành thắng 4-3 trước Argentina. Bây giờ là một câu hỏi cho Louis này. Tại sao bạn lại quyết định về Việt Nam để có thể chung sống với vợ tương lai của bây giờ? Because she had to go anyway. She had to come back to Vietnam. No, of course thinking. Thinking a lot, but I mean, it's not new for me to travel. I used to travel for my study for a long time already, so it was not so scary. And yeah, it was also kind of exciting to go live in another country, and also the possibility for me to meet a family finally. Bạn thấy không? Dạ. Có tình yêu thì đúng là tất cả để có thể về Việt Nam và sống với cả người mình yêu, người vợ tương lai của mình. Thực sự tôi thấy rằng là bạn là một người rất là may mắn. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn tò mò là không biết là lần đầu tiên hai bạn quen nhau như thế nào, ai là người chủ động làm quen trước và để tiến tới mối quan hệ này? We was going in a trip, like a school trip. Yeah. And she was a new student. Me, I was in this school already for 4 years. And yeah, I see her in the train at 5 a.m. in the morning, very tired. And just spoke to her, and yeah, I think she was really beautiful. Mm. I mean, like, she didn't know anyone, so she was there in another culture when, like, she come in a class where everybody know each other. Tôi được biết rằng là bạn chia sẻ là vào cuối năm nay thì hai bạn sẽ cùng tổ chức đám cưới tại Việt Nam, đúng không? Dạ. Tuy nhiên thì cái việc mà người nước ngoài về làm rể ở một gia đình Việt thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái vấn đề về ngôn ngữ này, về văn hóa đối với bố mẹ của bạn, với gia đình của bạn. Vậy thì bạn có e ngại về điều đó hay không? Thật ra thì ban đầu khi mà em quyết định là yêu nhau và tổ chức đám cưới thì bố mẹ em cũng ngăn cản. Bởi vì là bố mẹ em rất sợ những cái khác biệt về văn hóa. Ngôn ngữ thì không phải vấn đề, nhưng mà sợ về văn hóa rồi sợ con gái phải đi xa nữa, đúng không? Đúng rồi, sợ, và em phải sang Pháp, có thể trong tương lai sẽ phải sang Pháp thì bố mẹ cũng rất là sợ khi mà con đi xa. Thế nhưng mà sau khi mà Louis quyết định theo em về Việt Nam thì bố mẹ cũng có gặp Louis, thì thật ra là cũng rất không thể giao tiếp được, bởi vì là Louis thì không biết tiếng Việt, bố mẹ em thì không biết tiếng Anh. Thế nhưng mà tức là hai bên vẫn cố gắng là trao đổi bằng cử chỉ, body language để đã cố gắng rất nhiều, thì sau bố mẹ em cũng cũng đồng ý để hai đứa tiến tới hôn nhân. Bây giờ thì Louis đang cố gắng học tiếng Việt để sẽ có thể trao đổi với bố mẹ em thêm, vượt qua mọi thử thách, đúng không ạ? Hai bạn thì vẫn có thể đến với nhau được.
và trước mắt là chúng ta có bộ ảnh cưới rất đẹp rồi, đúng rồi, rất người biết đến. Vậy thì theo bạn cái điều quan trọng nhất để chúng ta có một cuộc tình đẹp và hơn nữa là một cuộc hôn nhân hạnh phúc là gì? I think it's like listening, active listening, you know, listening to each other and being like able to try to surprise the other constantly. Yes. Like don't just take the habit to don't make any effort anymore and just let the relation die. Đúng đấy, lắng nghe. Chúng ta cần phải lắng nghe xem là đối phương muốn gì và đối phương cần gì. Quan trọng là những người đàn ông như chúng tôi thì đôi lúc phải im lặng lại một chút, dù các chị em có sai thế nào chẳng nữa ấy, thì cũng phải nín lại chờ các chị em hết giận đã rồi mới nói đấy. Không, chúng tôi cũng chỉ mong như thế thôi, chúng tôi cũng chỉ tức giận nhất thời cái lúc đó thôi, còn chúng tôi cũng sẽ không làm khó các bạn đâu. Không biết đó có phải là điều mà bạn cảm thấy yêu ở Luis không? Điểm em thích nhất ở Luis đấy là rất tôn trọng cuộc sống riêng của em. Em thì lại theo một phong cách là em thích có nhiều bạn bè, thích đi ra ngoài chơi. Và Luis thì không bao giờ cấm cản hay là quản lý em mà rất tôn trọng cuộc sống riêng của em. Vậy Luis thì sao ạ? Điểm mà bạn cảm thấy yêu nhất ở cô gái rất là nhỏ nhắn và xinh đẹp này là gì? I think it's a sense of humor. Like she is a little crazy. It's always surprising me. I really like to be surprised, so yeah. Cuối năm nay thì hai bạn sẽ về chung ở nhà rồi. Vậy không biết là hai bạn đã chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sắp tới của mình như thế nào, cả về mặt đời sống cũng như là về mặt tinh thần. Trước khi mà hai đứa quyết định tổ chức đám cưới thì đã phải ngồi lại với nhau một hôm và đã nói ra hết những cái là cái kỳ vọng của mình trong cuộc hôn nhân, kỳ vọng của mình về cái cuộc sống là được một số những cái quy định, là ví dụ là khi ở cạnh nhau thì phải dùng ít điện thoại đi, hoặc là phải trao đổi nhiều hơn về vấn đề này, vấn đề kia. Tức là đã phải thống nhất với nhau. Và sau khi mà nói chuyện với nhau rõ ràng và cảm thấy là mình có thể thống nhất, mình có thể phù hợp với cái cuộc sống của người kia. Quay trở lại với không khí rất là sôi động của một World Cup năm nay, như chúng tôi đã chúc mừng các bạn rồi, ngày hôm qua thì Pháp đã có một chiến thắng rất là tuyệt vời, đã có một màn thể hiện rất là tuyệt vời trước Argentina. Vậy tối hôm qua các bạn có chia sẻ là các bạn cũng có xem đá bóng với nhau đúng không? Vậy Luis, cảm xúc của bạn ngày hôm qua khi mà Pháp đã giành chiến thắng như thế nào? Well, when we won it was apotheosis. But like all the match, we was together and like was so happy to finally see like French team play well. But like the first match, the three first match were not so terrible, like not so good. And yesterday we was really scream a lot. Luis nghĩ rằng là liệu là năm nay Pháp có thể vô địch được World Cup 2018 hay không? After yesterday, I think they can. Cũng vì Luis cổ vũ cho đội tuyển Pháp nên là em cũng cổ vũ đội Pháp. Thực ra Pháp cũng khá nhiều anh chàng điển trai đấy. Olivier Giroud, Antoine Griezmann, cầu thủ rất là điển trai và chắc hẳn là cũng là gu của Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa đúng không? Như vậy là chúng ta có thể yên tâm rồi, sẽ không có một cái sự xích mích nào đó xảy ra giữa hai vợ chồng khi mà mỗi người cổ vũ cho một đội tuyển chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, với những câu chuyện mà hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay đã chia sẻ ở Rubik Cuộc Sống thì chúng ta nghĩ chúng ta có thể khẳng định một điều rằng cho dù có khó khăn, cho dù có vất vả thì cũng sẽ không thể làm khó họ hơn được nữa, bởi vì họ đã có với nhau khá nhiều những thử thách rồi và chúng ta cùng hy vọng là họ sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc trong tương lai.